Vâng, xin chào tất cả các bạn. Phần tiếp theo, mình xin hướng dẫn các bạn cách nhập Nisi Design Master, tức là các loại vật liệu phụ gắn vào công trình, cũng như những cấu kiện chính như là cột, dầm, dầm phụ, dằng, thì chúng ta cũng cần phải nhập Master trên, để có nghĩa là chúng ta cần phải nhập những dữ liệu đầu vào cho những cấu kiện này. Tương tự thì ở một Nisi Bezai, tức là những vật liệu phụ chúng ta gắn vào thì chúng ta vẫn cần khai báo các vật liệu đầu vào của nó. Chúng ta click vào Nisi Bezai Master. Thì như các bạn đang thấy, thông thường nó sẽ có những loại vật liệu như thế này. Đầu tiên là slipper. Slipper tức là những cái lỗ khuyết trên dầm, để sau vào công tác hoàn thiện người ta sẽ gắn các ống thông gió và các đường ống, đại loại là như thế. Tiếp theo đó là cà sa ghê dai, tức là những cái vật liệu phụ được gắn lên trên dầm. Thì thông thường thì một cây si trần như thế này gắn lên trên dầm thường là để đỡ cái khung của mái tôn. Tiếp theo là decky, tức là những tấm sắt được gắn bên cạnh dầm như thế này, dùng để đỡ phần sàn, phần deck kia. Tiếp theo là những loại vật liệu kim loại nhỏ như là các móc cảo, các móc lưới. Studdle tức là những cây đinh được bắn vào dầm để tăng liên kết giữa dầm và bê tông. Tiếp theo đó là những vật liệu đặc biệt không có ở trên thì chúng ta khai báo riêng. Thì ở phần này, ở phần cơ bản hay dùng nhất, thì mình xin giới thiệu các bạn cách nhập stripper, cách nhập cà sa ghê và cách nhập các vật liệu nhỏ phụ như như là móc, các loại móc cảo và móc lưới như thế này. Đầu tiên thì mình đi phần stripper. Màn hình hiện ra như thế này. Mục đầu tiên chúng ta chọn loại loại stripper, thì ở đây có 5 loại cho chúng ta chọn. Thì thông thường dựa vào bản thiết kế thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ dùng loại gì. Ở đây giả sử mình sẽ chọn loại OX Ringer, sẽ nhập đường kính của lỗ. Giả sử lỗ sẽ có đường kính là 250. Ở đây là loại vật liệu thì loại này chỉ có một loại là OX Ringer. Sử dụng vật liệu như thế nào? Ở đây chúng ta có thể chọn một trong ba loại này. Thì ở mục này các bạn tham khảo bản vẽ thiết kế để chọn theo yêu cầu của thiết kế đề ra. Tiếp theo là một vị trí gắn. Thì chúng ta có thể gắn gắn phần slipper ở một bên hoặc là gắn cả hai bên. Giả sử thì ở đây mình sẽ gắn một bên. Ở đây tức là hình dạng của cái slipper mình sẽ chọn. Thì trong mẫu có rất nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Kích thước mỗi loại cũng sẽ khác nhau như thế này. Thì mình sẽ giả sử mình chọn loại 250L. Thì ở đây cụ thể khi nhìn vào bản thiết kế, các bạn sẽ biết được là các bạn sẽ chọn mục nào trong các mục này. Ở đây mình ví dụ thì mình sẽ chọn 250L. Và đây tức là đường kính lỗ xuyên thủng qua dầm. Mình để là 250 ha. Click OK. À, mình xin lỗi. Ở đây nó thông báo là chúng ta hãy nhập Bezame, tức là tên của loại này. Thì giả sử ở đây mình nhập là A. Ok. Vậy là chúng ta nhập xong slipper ha. Tiếp theo chúng ta nhập cà sa ghê dai, tức là các thanh đỡ khung của mái tôn.
ở đây Bujame, giả sử mình sẽ nhập một cây C, một cây C100. Đây, ở đây có hai loại, thì chọn loại nào? Một loại là nó sẽ như cái hình này, có nghĩa là bệ đỡ của mái tôn. Loại thứ hai là carbabrito, tức là trợ lực, tức là sẽ là nằm trợ lực cho cái dầm như thế này, đỡ hai cánh. Ở đây mình chọn Casa Gezei. Thế đây chọn tiếp theo, chúng ta chọn có thể là chọn một tấm phẳng, nó là một tấm phẳng, một cái chữ H hoặc là vân vân, cắt tổ ti vân vân. Thế đây mình chọn nó sẽ là một cây hình chữ C như thế này. Đây, một cây hình chữ C như thế này. Và size cái chữ C, si trần. Thông thường chúng ta sẽ chọn là 150, 20 và 2.3. Rồi chất liệu nào? Thế đây chỉ có một chất liệu cho chúng ta, SSC400. Tiếp theo, nó là một cây đơn hai hoặc là hai cây ghép với nhau theo kiểu như thế nào, thì có bốn mục để chúng ta chọn. Ở đây mình chọn một cây đơn. Mục tiếp theo, chúng ta nhìn vào hình phía bên phải cho dễ hiểu ha, tức là khoảng cách từ mép của cây si trần đến vị trí mối nối ở trên này, đến tấm thép nối ở trên này, thì dựa vào yêu cầu thiết kế thì các bạn có thể nhập được những kích thước đúng theo yêu cầu đề ra. Ở đây thông thường mình sẽ chọn là 50. Rồi Rồi khoảng cách ở phần web bờ, cách cái mối nối phần web bờ là rộng bao nhiêu, thì ở đây mình muốn nó nằm ở trên phần gì, cho nên phần web bờ mình không quan tâm, nhưng mà mình để không vẫn được. Tiếp theo là dầm có những mối nối ở giữa như thế này, thì cây thì để đảm bảo về lực thì chúng ta không thể để một cây si trần xuyên qua như thế này, mà chúng ta phải nối với nhau bằng một tấm thép. Thì khoảng cách từ cái mép của cây si trần đến mép của mối nối là bao nhiêu, giả sử chúng ta sẽ nhập là 100. Tiếp theo là Yoshitsu Nagasa, tức là khoảng cách đường hàng của cây si trần với phần phalange của dầm là bao nhiêu, giả sử chúng ta cứ để là 100. Các phần này đều có quy định trên bản thiết kế cả, nhưng ở đây mình nhập mẫu thì mình sẽ nhập một cách tương đối thôi ha. Tiếp theo là khoảng cách giữa hai đường hàng như thế nào, 300. Và phần tsugite chỗ này thì loại thép chỗ này, chúng ta phải chọn cái thanh thép chỗ này là thanh thép gì, có hình dạng như thế nào. Thì mình nếu mà có thì chúng ta sẽ chọn Ari, nếu không có chúng ta chọn Nice. Thì nếu chọn Arimas thì chúng ta bắt đầu nhập thông tin cho cái thanh thép đấy. Thì giả sử ở đây chúng ta sẽ chọn nó là loại gì, thì đây mình chọn là Brittle thôi, tức là một cái tấm thép thôi. Size của nó giả sử mình chọn là, bề dài của nó giả sử mình chọn là 9 ly ha. Rồi phần hào ba này, thì cái nãy cái si trần là cái 100, phần này 100, phần này kích thước các bạn tham khảo vào phần bản vẽ thiết kế, chúng ta lấy kích thước giả sử ở đây mình nhập 80. Loại vật liệu của thanh thép đấy, SS400, các bạn có thể chọn loại vật liệu khác ở dưới này. Phần tiếp theo, tức là chúng ta sẽ nhập chọn một, tức là Yoshitsu Siro, tức là từ đây tới đây nó sẽ hàng, và nhập cái khoảng cách phần này là bao nhiêu. Phần thứ hai là chúng ta nhập cái khoảng cách từ mép này tới mép này là dài bao nhiêu, thì mình chọn cách thứ nhất, và cái khoảng cách này là 50. Chúng ta click OK đã hoàn thành. Tiếp theo, phần tiếp theo
Mình xin hướng dẫn các bạn cách nhập được dữ liệu đầu vào cho các vật liệu nhỏ, các mối, các móc, móc lưới hoặc là móc cẩu. Thì ở đây cơ bản phần mềm đã tự khai báo cho chúng ta những mẫu có sẵn. Thì như chúng ta thấy ở đây những cái hay dùng nhất đó chính là tree pincer, tức là móc cẩu, tree, tức là lỗ cẩu. Thì tree pincer có nhiều loại này, người ta đã đặt sẵn cho chúng ta rồi. Về móc lưới thì có nettle phất cừ, nó cũng đã nhập sẵn cho chúng ta, có hai loại là một loại thép 13, một loại thép 9 ly. Thì nếu nếu không có yêu cầu đặc biệt gì từ phía thiết kế thì chúng ta cũng có thể chọn những vật liệu có sẵn hay dùng này mà không cần phải khai báo mất thời gian. Thì chúng ta bắt đầu tham khảo từng mục như như thế này, nó sẽ có những thông tin gì trong đó. Giả sử mục N2B Tribisu thì nó là một tấm bretto có chiều dài 12 ly. Chiều ngang của nó là 130, loại vật liệu SS 400. Cao 100. Bán kính bề cong tròn ở phía trên đó là 50. Đường kính lỗ 42. Và đường kính cái rãnh này có là loại có rãnh. Và nó gắn như thế nào? Tức là có hai cách gắn. Chúng ta khai báo từ tâm của dầm ra hai bên hoặc là từ mép dầm vào. Một cuối cùng, đó chính là những điều kiện để chúng ta gắn gắn vị trí móc cẩu vào dầm. Thì giả sử như chúng ta thấy, nếu dầm dưới 2 mét thì khoảng cách gắn này sẽ là 500. Tức là nếu dầm dưới 2 mét thì cái khoảng cách ở trên này sẽ là 500. Nếu dầm từ 2 mét đến 5 mét thì khoảng cách đó là 1.000. Dầm trên 5 mét thì khoảng đấy, cách đấy là 1 mét rưỡi. Thì chúng ta có thể chọn, nếu có thay đổi gì không đáng kể thì chúng ta có thể chọn mẫu ở trên này. Chúng ta đổi lại tên và thay đổi một số kích thước theo yêu cầu là được. Thông thường hay dùng nhất đó là Tribisu và Nettle phất cừ ha. Vâng, và đến đây thì mình xin kết thúc phần hướng dẫn nhập JCB Design Master. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.